kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân Thị xã Nghi Sơn tổ chức khai mạc hội trợ trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm ô cốp, chào mừng lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024. Các đoàn công tác của thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Nghi Sơn đi thăm hỏi tặng quà tri ân các thương binh, gia đình liệt sĩ, các đối tượng quân nhân, dân công hòa tuyến, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Trường tiểu học thị trấn tổ chức ngày hội STEM với chủ đề khơi nguồn sáng tạo. Phóng sự du lịch biển Nghi Sơn 2024, hành trình trải nghiệm và khám phá. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 26 tháng 4, tại khu du lịch biển Hải Hòa, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức khai mạc hội trợ trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm ô cốp, chào mừng lễ hội Du lịch Biển Nghi Sơn năm 2024. Sự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố trong tỉnh Thanh Hóa, ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An, ủy ban nhân dân huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. Về phía thị xã Nghi Sơn có các đồng chí Trịnh Xuân Phú tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Trương Bá duyên phó bí thư thường trực thị ủy, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các phòng, ban ngành, Ủy ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể thị xã, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã. Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm ô cốp tại lễ hội du lịch biển Nghi Sơn được tổ chức với 40 gian hàng đến từ 27 đơn vị đăng ký tham gia, bao gồm các sản phẩm, hàng hóa từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, gồm các huyện thiệu hóa, như Thanh, Quảng Sương, Yên Định, Thọ Xuân, Nga Sơn, Triệu Sơn, thành phố Thanh Hóa. Đặc biệt, có sự xuất hiện của các gian hàng đến từ thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An và hợp tác xã Trẻ Thái Sơn đến từ tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu khai mạc hội trợ trưng bày quảng bá, giới thiệu sản phẩm ô cốp, đồng chí Trịnh Tiến Dũng, thị ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Nghệ Sơn nhấn mạnh, việc tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm ô cốp là một trong những nét mới của lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm nay. Đây là dịp để các hợp tác xã, doanh nghiệp, các chủ thể ô cốp trong và ngoài thị xã có cơ hội giao lưu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, nông sản, thực phẩm an toàn, ẩm thực đặc sản vùng miền của địa phương mình đến với du khách và nhân dân địa phương nhằm thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa và hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, đồng thời góp phần hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và mang đến không gian trải nghiệm tham quan, mua sắm cho du khách khi đến với lễ hội du lịch biển Nghi Sơn. Được biết, năm 2024, các hoạt động du lịch được tổ chức rất đa dạng, phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và vùng đất Nghi Sơn, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch. Trong đó, hội trợ trưng bày quảng bá giới thiệu sản phẩm ô cốp là một hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024. Hội trợ sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2024. Tại buổi lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh, lãnh đạo thị xã Nghê Sơn, đã thực hiện nghi thức khai mạc hội trợ trung bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm ô cốp và tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm tại hội trợ. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, trong hai ngày, 25 và ngày 26 tháng 4, các đoàn công tác của tỉnh ủy, thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Nghi Sơn đã đi thăm hỏi tặng quà tri ân các thương binh, gia đình liệt sĩ, các đối tượng quân nhân, dân công hỏa tuyến, thanh niên sung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đoàn công tác do đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã làm trưởng đoàn đã đi thăm hỏi tặng quà thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn xã Trường Lâm và xã Tân Trường. Cùng đi có lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã, cấp ủy chính quyền các xã sở tại. Đoàn đã tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Quý, là con gái liệt sĩ Nguyễn Đình Truy, thôn Nam Trường, xã Trường Lâm. Tới thăm gia đình bà Lê Thị Trang là cháu sâu liệt sĩ Phạm Viết Vọng, thôn 8, xã Tân Trường. Tại những nơi đến thăm, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các thân nhân liệt sĩ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng biết ơn đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho Tổ quốc, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đồng chí Trần Hạnh Phúc, ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hải Thượng đã đi thăm tặng quà các thân nhân gia đình liệt sĩ tại phường Hải Thượng và xã Nghi Sơn, cùng đi có đại diện phòng lao động thương binh và xã hội. Đoàn đã đến thăm ông Nguyễn Hữu Duẩn, cháu liệt sĩ Nguyễn Hữu Hước, tổ dân phố Lân Trung, phường Hải Thượng, ông Phạm Văn Vui, em trai liệt sĩ Phạm Văn Quể, thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Trần Hạnh Phúc Bí thư Đảng ủy phường Hải Thượng đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thân nhân liệt sĩ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các liệt sĩ đã góp phần cùng với quân và dân ta làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 4, trường tiểu học thị trấn đã tổ chức ngày hội STEM với chủ đề Khơi nguồn sáng tạo. Tới sự có đại diện lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo thị xã, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, cùng đông đảo các em học sinh của nhà trường. Tại ngày hội, các đại biểu, cán bộ giáo viên và học sinh được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do cô trò nhà trường thể hiện. Xem màn trình diễn thời trang vô cùng ấn tượng và độc đáo đến từ các em học sinh các khối lớp với những sản phẩm thời trang sơ tem, tái chế từ giấy, báo cũ, lá cây và túi ni lông là những nguyên vật liệu được tận dụng từ các loại rác thải có thể tái chế với thông điệp vì môi trường không rác thải từ đó lan tỏa truyền cảm hứng sống xanh bảo vệ môi trường đến tất cả mọi người nâng cao nhận thức và khuyến khích mọi người tái sử dụng các vật liệu đã qua sử dụng góp phần bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng giúp cuộc sống sạch đẹp trong lành hơn Ngoài ra, các thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh nhà trường đã tận dụng những nguyên liệu phế thải có thể tái chế để tái sử dụng, tạo ra những sản phẩm STEM như ngôi trường, chậu hoa, cây cảnh, sân vườn, những bức tranh nhiều màu sắc sinh động hấp dẫn trưng bày tại 6 gian hàng. Bên cạnh đó, các em cũng được trải nghiệm phát huy năng lực cá nhân, năng lực nhóm để làm ra những sản phẩm độc đáo do các khối lớp lựa chọn, đồng thời thể hiện khả năng thuyết trình của mình giới thiệu về sản phẩm và lợi ích mang lại cho đời sống thực tế hàng ngày. Ngày hội STEM do trường tiểu học thị trấn tổ chức nhằm tạo sân chơi khoa học bổ ích lý thú, khởi dậy niềm đam mê sáng tạo khoa học công nghệ trong học sinh là nền tảng cho những ý tưởng sáng tạo trong tương lai, từ đó góp phần nâng cao tinh thần khám phá khoa học và kỹ năng sống theo định hướng phát triển năng lực của mỗi học sinh, đồng thời tạo điều kiện để học sinh chia sẻ kiến thức, hiểu biết và truyền niềm đam mê khoa học của bản thân về các lĩnh vực mà các em quan tâm, qua đó phát triển các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thực hành cho học sinh. Thông qua ngày hội còn tạo cơ hội để học sinh giới thiệu với thầy cô và bạn bè các kết quả của quá trình vận dụng kiến thức, kỹ năng các môn học vào thực tiễn, làm quen với việc phát triển ý tưởng sáng tạo ngay từ khi học tiểu học. Đây còn là cơ hội để giáo viên giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, từ đó tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, kỹ thuật dạy học tích cực trong chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng tăng cường các hoạt động trải nghiệm, phát huy năng lực sáng tạo, kỹ năng hoạt động tập thể nhằm phát triển năng lực phẩm chất của học sinh tiểu học. Thưa quý vị và các bạn, là lực lượng chủ lực trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Thời gian qua, cùng với các cấp, ngành, đơn vị liên quan, lực lượng bộ đội biên phòng tuyến biển của tỉnh Thanh Hóa đã ra quân cao điểm chống khai thác IUU. Với số lượng phương tiện lớn và đa dạng, hoạt động ở nhiều ngành nghề trên vùng biển thuộc khu vực tuần tra kiểm soát, sau đó để việc chống khai thác IUU thực sự thấm và ngấm vào tư tưởng nhận thức của mỗi ngư dân, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Hải Hòa đóng chân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã bám sát cơ sở, chú trọng tuần tra, kết hợp tuyên truyền tới từng ngư dân với phương trầm, biết về phương tiện, biết chủ phương tiện, biết thuyền trưởng, biết ngành nghề hoạt động và biết kênh thông tin liên lạc. Từ đầu năm 2024 đến nay, đồn biên phòng Hải Hòa đã tổ chức tuyên truyền tại các bến neo đậu tàu thuyền, đến từng nhà ngư dân vận động ký cam kết chấp hành các quy định khai thác thủy sản cho 553 phương tiện, tuyên truyền hơn 100 giờ phát trên hệ thống loa truyền thanh của thị xã và các phường, cấp phát hơn 300 tờ rơi, tờ gấp, treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền tại các cửa lạch, làm bốn cụm khẩu hiệu tuyên truyền trực quan tại các cửa lạch, đồng thời phối hợp với tri cục thủy sản thanh hóa, ban quản lý cảng cá lạch bạng, cấp ủy chính quyền địa phương tuần tra kiểm soát trên biển và tại các cửa lạch được 83 lượt phương tiện trên 490 lao động, xử phạt vi phạm hành chính 8 vụ trên 8 phương tiện. Thiếu tá Lường Khắc Hành, chính trị viên phó đồn biên phòng Hải Hòa cho biết, đơn vị được sao phụ trách 9 phường và 23,5 km đường bờ biển với số lượng tàu cá lớn nên việc tuyên truyền về quy định phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định đến từng chủ tàu luôn được quan tâm trong đó hàng tuần đơn vị làm một chuyên mục tuyên truyền, phát tờ rơi, trao cờ tại bến cảng, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thị xã, phường, các tổ dân phố. Cương quyết không cho xuất bến đối với những phương tiện không đủ giấy tờ thủ tục và đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm hành chính đối với những tàu cố tình vi phạm. Thực hiện việc gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam, thời gian qua Bộ Chỉ huy Biên phòng Thanh Hóa đã chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát, kêu gọi tàu thuyền phối hợp với địa phương triển khai đánh số quản lý đối với phương tiện bè mảng không đủ điều kiện cấp đăng ký, tổ chức xác minh, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các tàu cá vi phạm. Chú trọng công tác quản lý phương tiện khai thác xa bờ, riêng trong năm 2023 và tính đến ngày 12 tháng 3 năm 2024, các đồn biên phòng đã tổ chức hơn 200 lượt tuần tra, kiểm soát đối với hơn 11.000 lượt tàu cá, qua đó phát hiện xử lý 91 vụ trên 91 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, nộp ngân sách gần 500 triệu đồng, bắt khởi tố 2 vụ, 3 đối tượng về hành vi vận chuyển, mua bán vật liệu nổ trái phép, thu 10 kg thuốc nổ, 500 kíp nổ, 149 m dây cháy chậm. Trong đợt cao điểm triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm chống khai thác IUU từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, bộ đội biên phòng thanh hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra xác minh tàu cá vượt phía đông đường phân định vịnh bắc bộ thành lập nhiều tổ công tác trực tiếp phối hợp với các đồn biên phòng kiểm soát xuất nhập bến và tuần tra kiểm soát xử lý tàu cá vi phạm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị ủy ban nhân dân các huyện ven biển tổ chức tuyên truyền kiểm tra giả soát tàu cá thiếu thủ tục giấy tờ đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp iuu trong đợt cao điểm đã cấp phát cho các đồn trạm 3.000 tờ rơi về 14 hành vi vi phạm IUU theo Điều 60 của luật thủy sản để các trạm kiểm soát cấp cho ngư dân. Bộ đội biên phòng tỉnh cũng quán triệt và triển khai cho tất cả các đồn, trạm tuyến biển thường trực 24 trên 24 giờ tại các cửa sông, cửa lạch, tăng cường các biện pháp thực thi pháp luật, kiên quyết không để tàu cá ra biển, kể cả tàu ngoại tỉnh, khi chưa đảm bảo thủ tục giấy tờ theo quy định quản lý xác định chính xác vị trí neo đậu của tàu 3-0, nắm chắc các phương tiện thiếu thủ tục, giấy tờ và các trang thiết bị an toàn trên địa bàn. Tập trung xử lý các phương tiện cố tình trốn tránh kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hải Thanh, Đỗ Xuân Trung cho biết, trên địa bàn phường có 213 tàu trên 15 m, đến nay đã có 100% thiết bị giám sát hành trình. Lực lượng biên phòng đã tuyên truyền đến từng chủ tàu về phòng chống IUU. Góp phần thay đổi nhận thức khai thác hải sản của ngư dân và mỗi ngư dân ở địa phương đã cùng nhau cam kết sẽ không đánh bắt ở vùng cấm. Với tinh thần không có ngoại lệ, không vùng cấm, xử lý nghiêm vi phạm. Bộ đội biên phòng Thanh Hóa quyết tâm khắc phục các khuyến nghị của EC, góp sức cùng cả nước sớm tháo gỡ được thẻ vàng. Thưa quý vị và các bạn, với kinh nghiệm gần 20 năm kế thừa nghề làm mắm truyền thống của gia đình, cơ sở chế biến hải sản Sơn Thơm, Tổ dân phố Thượng Hải, Phường Hải Thanh đã từng bước khẳng định uy tín trên thị trường khắp cả nước. Trong đó, cơ sở đã có hai sản phẩm được công nhận ô cốp loại 3 sao là mắm tôm và mắm tép. Anh Nguyễn Thái Sơn chia sẻ, với sự khắt khe trong từng khâu, từ chọn con cá, con tép, phải tươi ngon, đến công đoạn vào muối, và chăm chút cho quá trình ủ mắm để cho ra sản phẩm đạt chất lượng. Với thời gian ủ từ 12 đến 16 tháng, mắm sẽ chín. Trong thời gian đó, vào khi thời tiết nắng ấm, cơ sở sẽ tiến hành mở nắp, ổ bể và đánh mắm để đảm bảo độ chín đều. Đặc biệt trong công đoạn vào muối, cơ sở rất chú trọng đến việc sử dụng muối đã được dự trữ khoảng một năm khi muối đã chảy hết vị chát của nước biển và chỉ còn động lại vị mặn thanh từ đó sản phẩm sẽ ngon hơn, thơm hơn. Riêng đối với sản phẩm mắm tép thì khi thực hiện ủ mắm sẽ cho thính nếp vào cùng để mang lại hương vị đặc trưng. Hàng năm cơ sở chế biến hải sản sơn thơm sẽ cung ứng ra thị trường khoảng hơn 200 tấn mắm các loại, nhất là những sản phẩm của cơ sở đã có mặt tại các hội trợ lớn để giới thiệu rộng khắp đến người sử dụng. Với mong muốn sản xuất những sản phẩm chất lượng cho khách hàng, cũng như khẳng định thương hiệu mắm của quê hương, cơ sở chế biến hải sản sơn thơm tiếp tục có sự đầu tư mở rộng, kho xưởng đến ứng dụng kỹ thuật vào các khâu sản xuất để trong thời gian tới, sản phẩm mắm tôm, mắm tép và nâng cấp lên chất lượng ô cốp 4 sao và sản phẩm nước mắm của cơ sở sẽ được công nhận đạt chất lượng ô cốp 3 sao. là sản phẩm đặc trưng của vùng biển thương hiệu nước mắm Trị Quế tại tổ dân phố Thượng Hải, phường Hải Thanh đã được người tiêu dùng biết đến bởi chất lượng sản phẩm trong hơn 20 năm qua. Với việc lựa chọn thu mua những loại cá tươi không qua bảo quản và thực hiện các thao tác muối mắm đúng kỹ thuật, nước mắm Trị Quế đã được công nhận là sản phẩm đạt chất lượng ô cốp 3 sao. Trong quá trình ủ mắm, với thời gian từ 36 đến 40 tháng, thì phải phơi nắng và đánh đều mắm. Khi nước mắm đọng lên phía trên và cho màu cánh rán, vị mặn vừa đủ, mùi thơm đặc trưng thì sẽ tiến hành rút nỏ để đóng chai. Tất cả các khâu từ chế biến sản phẩm, đóng chai và đến tay người tiêu dùng đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay, sản phẩm nước mắm trị Quế đã có mặt trên thị trường cả nước với số lượng tiêu thụ gần 100 tấn mắm các loại cũng với mong muốn sẽ khẳng định thương hiệu sản phẩm của quê hương Hải Thanh nói riêng và thị xã Nghi Sơn nói chung. Cơ sở sản xuất mắm trị Quế đang hướng tới mục tiêu công nhận sản phẩm mắm tôm, mắm tép đạt chất lượng ô cốp và nâng cấp sản phẩm nước mắm đạt chất lượng ô cốp 4 sao, góp phần đưa nhiều sản phẩm đặc trưng vùng biển của thị xã Nghi Sơn đạt chất lượng ô cốp Từ cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Ba Làng với thương hiệu nước mắm Ba Làng Tuyến Hòa cùng 3 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm ô cốp 3 sao và 4 sao đã được nhiều khách hàng trong cả nước biết đến và tin dùng. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của anh Nguyễn Văn Tuyến, giám đốc công ty, người luôn nỗ lực xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm của doanh nghiệp năm 2009, ngay khi thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Ba Làng, anh Nguyễn Văn Tuyến đã chú trọng các giải pháp để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nước mắm Ba Làng Tuyến Hòa và xem đây là chìa khóa giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm cũng như mở rộng thị trường tiêu dùng. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Ba Làng đã đầu tư xưởng sản xuất đồng bộ với công suất chế biến Hàng năm, công ty đưa ra thị trường từ 300 đến 400.000 lít nước mắm, trên 200 tấn mắm tôm, mắm tép, giải quyết việc làm cho 100 lao động thời vụ, 55 lao động thường xuyên với mức lương bình quân 6 triệu đồng trên người trên tháng. Quá trình sản xuất kết hợp giữa phương pháp ủ trượm truyền thống với công nghệ hiện đại, sản phẩm được đóng chai và thiết kế bao bì đẹp, thuận tiện khi sử dụng, lịch sự khi làm quà tặng, luôn đảm bảo chất lượng. Nên nước mắm bà làng Tuyến Hòa nhận được sự tín nhiệm của nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Thương hiệu nước mắm Ba làng Tuyến Hòa đã được chứng nhận là hàng Việt Nam chất lượng cao, giải bạc chất lượng quốc gia, được vinh danh sản phẩm hàng hóa tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, cấp khu vực. Hiện nay, công ty đã có một sản phẩm là nước mắm cốt TH được công nhận ô cốp 4 sao và hai sản phẩm mắm tôm mắm tép được công nhận ô cốp 3 sao. Anh Nguyễn Văn Tuyến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Ba Làng cho biết. Hiện tại thì công ty đã có 3 sản phẩm ô cốp, 1 4 sao và 2 3 sao là mắm tôm và mắm tép. Thì định hướng của công ty năm nay là để đạt mục tiêu đạt được cái 5 sao cho các sản phẩm để đem cái sản phẩm của hương đến các nước lân cận để xuất khẩu chính vì vậy mà mình phải với là một doanh nghiệp thì luôn luôn tìm những cái đầu tiên là phải tiêu thụ được cái nguồn chính đó là gì ta hạ đặt chất lượng cái đầu tiên với doanh nghiệp tôi thì luôn luôn là tìm tòi những cái mới nghiên cứu những cái nó tinh túy tí nhất để đem lại cho người tiêu dùng và bên cạnh đó nữa là không chỉ là Uh, doanh nghiệp mà để làm ăn rồi thì kiếm lãi nhưng mà cái trách nhiệm đối với cộng đồng đó là tôi luôn đặt lên đầu tiên xây dựng được thương hiệu đã khó giữ vững thương hiệu càng khó hơn xác định rõ điều này anh Nguyễn Văn Tuyến vẫn đang nỗ lực nghiên cứu đưa ra các giải pháp để vừa đa dạng hóa sản phẩm vừa đảm bảo chất lượng mở rộng quy mô sản xuất xây dựng thành công sản phẩm đạt ô cốp năm sao qua đó tiếp tục tạo dựng niềm tin, uy tín với khách hàng, đồng thời giải quyết được nhiều việc làm cho người dân tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thiên nhiên đã bàn tặng cho vùng đất tĩnh xa xưa, nay là thị xã Nghi Sơn, đường bờ biển dài 42 km từ cửa Lạch Kép đến xã đảo Nghi Sơn. Vùng biển này còn hiện hữu nét hoang sơ, với những bãi cát vàng mịn màng thoai thoải nước biển xanh trong hòa quyện với những thảm xanh thực vật rừng phòng hộ và núi đồi uốn lượn tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình không chỉ mang lại lợi ích nhiều mặt về cảnh quan môi trường giao thông hàng hải hệ thống càng biển ngư trường đánh bắt và nuôi trồng chế biến thủy hải sản phong phú vùng biển nghi sơn còn chứa đựng tiềm năng lớn về phát triển du lịch với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú Biển Nghi Sơn đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư lớn với các dự án phát triển đô thị, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Tính đến nay, thị xã Nghi Sơn đã thu hút được gần 20 dự án du lịch nghỉ dưỡng với tổng mức đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng, tạo nên cơ sở hạ tầng du lịch biển khang trang hiện đại. Tại vùng biển Nghi Sơn, bán đảo Nghi Sơn được ví như hòn ngọc bồng bềnh giữa bốn bề sóng nước nằm cách trung tâm thị xã 15 km về phía đông nam, nổi xanh bởi bãi đông, cát vàng, phẳng mịn, vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết của nước biếc, non xanh là địa chỉ được nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm. Khu du lịch biển Hải Hòa thuộc phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, có bờ biển dài hơn 2 km. Hải Hòa được đánh giá là một trong sáu bãi biển đẹp nhất miền Bắc bởi vẻ hoang sơ, bãi tắm bằng phẳng, cát trắng mịn, nước trong xanh. Phía đông là đảo Hòn Mê Anh Hùng và các đảo nhỏ nhấp nhô trên biển. Phía nam là núi Thổi, núi Chay, tạo cho không gian khu du lịch biển Hải Hòa thêm thơ mộng. Ghé thăm nơi này trong những ngày hè, du khách có thể men theo ngõ nhỏ, lối nhỏ để hòa vào nhịp sống cùng với ngư dân làng trài. Đến với Nghi Sơn, du khách được đắm mình trong cảnh sắc đẹp như tranh vẽ nơi gặp gỡ của đất trời núi non biển đảo. Trong âm hưởng rì rào của tiếng sóng, được thưởng thức nhiều món ăn hải sản tươi ngon, nhiều sản phẩm ô cốp, mang đậm hương vị của biển, gặp gỡ những người dân miền biển thân thiện, mến khách. Trong dịp nghỉ dưỡng tại đây, du khách còn có thể vãn cảnh các điểm du lịch tâm linh như Đền thờ Hoàng Quốc Công Đào Suy Tử, Đền thờ Vua Quang Trung, Đền Lạch Bàng, Chùa Đất Tiên, Chùa Am Các, in dấu và lưu giữ các giá trị về văn hóa, vật thể, phi vật thể, những lễ hội, đền chùa đặc sắc. Hiện nay thị xã Nghệ Sơn có gần 120 cơ sở lưu trú, trong đó có nhiều khách sạn 3 sao, 4 sao. Năm 2023, thị xã Nghệ Sơn đón hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, tổng thu từ ngành du lịch đạt hơn 2.300 tỷ đồng. Để đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, thị xã Nghi Sơn đã triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế biển và phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030. Theo đó, thị xã Nghi Sơn tập trung huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đưa doanh thu từ ngành du lịch chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế biển. Mục tiêu phấn đấu của thị xã là đến năm 2025 có 150 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó 10% được xếp hạng từ 3 đến 4 sao. Có 75% lao động được đào tạo nghiệp vụ du lịch, xây dựng các tour nội địa gắn với các tour tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh, quảng bá về văn hóa, thiên nhiên và con người nghi sơn, hướng tới phát triển du lịch theo hướng văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại, thu hút nhiều dự án du lịch lớn, mang tính trọng điểm. Trong tương lai không xa, biển Nghi Sơn sẽ trở thành trọng điểm du lịch của khu vực Bắc Trung Bộ, của cả nước, thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch thanh hóa trở thành ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và phát triển bền vững. Thông báo thứ Bảy ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024 tại phòng khám Đao Khoa Thiên Đức mời tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Anh Giang, phó giám đốc trung tâm tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai chuyên gia trong lĩnh vực khám và điều trị các bệnh về đường tiêu hóa. Bác sĩ sẽ trực tiếp khám, tư vấn và điều trị. Nội soi không đau, không khó chịu, nhờ phương pháp tiền mê giúp người bệnh đi vào giấc ngủ êm dịu. Khi tỉnh dậy là quá trình nội soi kết thúc, không hề đau đớn, khó chịu. Nội soi công nghệ cao với công nghệ LCI, BLI, NBI, nâng cao hiệu quả chuẩn đoán, polyp, led, u dưới niêm mạc, và đặc biệt là có thể phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa. Quy trình nội soi sạch, an toàn với số lượng dây soi nhiều và quy trình khử khuẩn dây soi chuẩn giúp hạn chế quá trình lây bệnh trong nội soi. Đội ngũ bác sĩ giỏi trực tiếp thăm khám và thực hiện nội soi. Dịch vụ y tế tận tâm chuyên nghiệp, thủ tục nhanh chóng, tiết kiệm chi phí. Khách hàng có nhu cầu kiểm tra dạ dày, đại trực tràng, xin mời đến phòng khám để đăng ký thăm khám làm các xét nghiệm và các thủ tục cần thiết trước ngày soi để đảm bảo an toàn. Địa chỉ: Tổ dân phố Xuân Hòa, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Số điện thoại liên hệ: 0983 185 231. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Triệu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Văn Tuấn kỹ thuật truyền dẫn phát sóng trung luyến cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại